buôn bán lâu năm rồi đó, nên là từ khoảng từ cấp 2, cỡ lớp 7, lớp 8 là em đã phụ mẹ buôn bán rồi, nên là mấy công chuyện này thì mình làm quen rồi. Có nhiều anh hỏi em mà sao làm lẹ quá, có bị quán không? Em nói không anh ơi, em quen rồi, tại vì phụ mẹ lâu năm rồi thì mình quen tay mình rồi đó, nên là mình cũng không có cái gì mà quán hay là gấp gáp gì hết đó. Vì á, giống như là mình bán nhiều món á, thì khách có nhiều sự lựa chọn hơn, giống như bữa này ăn món này, bữa kia ăn món kia vậy đó. Với lại những cái món này thường á, theo người Hoa người ta bán là nó đi đôi với nhau hết, bán những món như vậy luôn chứ hả, bán một món á, thì nhiều khi bữa nay mình bán món này, ngày mai bán món kia, khách không biết bữa nay bán món gì, ngày mai bán món gì, nên là em bán một loạt luôn. Là hơi cực thiệt, nhưng mà thôi mình bán vậy á, để người ta thích gì người ta ăn cái đó, để người ta, nhiều khi có nhiều người ở xa quá chạy xuống cái không đúng cái món mà cái ngày người ta có, người ta muốn kiếm á, cũng khó khăn cho người ta nữa. Mọi người, em tên là Trân, năm nay em 18 tuổi. Em đang bán những cái món theo món người Hoa như là bún mì xào, bánh bột, xôi mặn, bánh nước trường, bánh lọt xào. Bán từ lúc khoảng từ 11 giờ rưỡi trưa dọn ra bán tới tầm khoảng 3 giờ chiều là dọn. Tại địa chỉ 257-259 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng từ 4-5 rưỡi tới khoảng 5 năm rồi. Rồi Tết á, thì có làm thêm chả giò mặn, chả giò chay để như khách muốn đem về khách chiên mấy ngày Tết ăn á. Dạ, một tháng á, thì em bán á, là em nghỉ 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày 16 ở dưới, 20-30, mùng 1, 14-15 là em bán chay. Tất cả các ngày bình thường là em bán mặn. Dạ, giá đây em bán á, là trung bình á, là giá niêm yết một phần là 18.000. Thêm chả giò thì 6.000 một cuốn, bánh nước trần cũng vậy. Nếu mà ai mà muốn ăn nhiều hơn hoặc là 20, 2 mấy á, thì tùy theo cái giá khách yêu cầu thôi. Dạ. Tất cả các món ở đây á, là nhà em á, là làm hết. Chiều mình đi chợ, xong rồi mình về mình làm những cái đồ mà nếu như rau cải đồ xong mình để tủ lạnh, tới sáng mình đem ra mình luộc đồ, bắt đầu mình làm tới những cái món bún mì này kia. Là những món này là em làm trong sáng hết, sáng cỡ 6 giờ mấy là mẹ con bắt đầu làm. Làm tới giờ này là bắt đầu dọn ra bán. Đây thì em bán là thường khách mà chủ nhất là xôi. Xôi, khách thích ăn xôi lắm. Mà hầu hết là xôi là ngày nào tụi em cũng hết sớm nhất. Tại vì một phần dễ ăn với lại mau no. Nước mắm ở bên em là mẹ em dùng nước mắm chay anh, loại ngon á, khoảng 40 mấy ngàn một chai nước mắm Hương Thịnh á. Mình pha chế nêm nếm vừa ăn là bắt đầu mình đem ra bán cho khách. Ở đây khách nào cũng khen nước mắm em ngon hết á. Thường thì khách nhiều người kêu em bằng bé, còn không có nhiều anh lớn lớn hơn xíu kêu bằng em vậy á. Có nhiều chú thì kêu bằng cháu, bằng con. Rồi có nhiều người người Hoa thì người ta hay kêu em bằng lũi á. Tại vì ta đem là Trân thì người Hoa kêu bằng A Chánh á, Chánh lũi. Thì kêu vậy thì nghe mấy chú nói là kêu vậy nghe dễ thương, kêu lũi lũi đồ nghe dễ thương. Từ nhỏ là tụi em phụ mẹ rồi. Em thì mới nghỉ học xong lớp 12. Mới học xong lớp 12 thì phụ mẹ dạy rồi. Có gì có dự tính á, là sang năm thì mẹ cho tiền để đi học thêm nghề để mình làm, nhưng mình thích học gì thì mẹ cho học, còn nếu mà có thời gian rảnh thì ở nhà phụ. Tại mình bán quen rồi anh, nếu như bữa nào mà nghỉ ở nhà buồn nó không có gì làm hết á.
gia đình. Gia đình em á thì có khoảng 7 anh chị em, tại vì đông dân quá nên là mẹ em không có cần mướn người ngoài, giống như là làm buôn bán dọn dẹp đồ á thì anh chị em trong nhà làm hết, là mỗi người có một khâu chia nhau hết luôn anh. Như công việc ai người đó làm mà quen, không có ít khi nào cãi lộn lắm, ít có mâu thuẫn lắm. Nói ra là tại vì á một phần á là em cũng thích mẹ buôn bán kinh doanh, nói chung là em thì cũng thích kinh doanh lắm. Bởi vậy khi mà mẹ buôn bán gì á được phụ mẹ rồi giống như trang trải trong gia đình á anh, giống như kiểu là cho mấy đứa bé, cho mấy đứa em rồi đi học được á, rồi giống như là mình có gì mình dư giả, mình ăn uống mẹ nấu ăn cho ăn thoải mái rồi này kia, thì cái đó là gọi là niềm vui của tụi em rồi.